Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của phần lập trình BGM ROM. Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cơ bản như BGM là thế nào, và là những dòng BGM ROM mà hiện tại đang có thị trường, hay cách khác là những dòng BGM ROM mà tôi đã hay sử dụng, và đồng thời tạo ra một chương trình trên Jeep Programmer, rồi sau đó là kết nối với BGM thực tế, download xuống và cổng internet. Thì tôi nghĩ là qua bài giảng rồi các bạn đã hiểu hết những nội dung mà tôi muốn truyền tải các bạn rồi phải không ạ? Ở cái video này tôi xin được phép truyền tải các bạn một số nội dung nhỏ như sau. Thứ nhất chính là tổ chức vùng nhớ của BGM ROM nói chung và giới hạn vùng nhớ của BGM ROM CP1L-L nó riêng, và những cái tập lệnh cơ bản mà chúng ta hay sử dụng. Và tiếp theo nữa chính là tôi sẽ ra một cái bài tập, và sau đó chúng ta sẽ cùng giải quyết bài tập này trên mô phỏng và trên cái kit thực tế với PC thực tế mà tôi đang có trong tay. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu công việc nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu vào cái tổ chức vùng nhớ của BGM ROM. Thì trước tiên các bạn muốn thao tác với một dòng PC nào thì các bạn cần phải download cái tài liệu manual của nó. Thì ở đây tôi đã download tài liệu manual của dòng BGM ROM CP1L của chúng ta. Có cái mà tôi đã hướng dẫn các bạn đó là CP1L nhé. Sau đó các bạn chọn từ memory, đây đang nằm ở section 4, các bạn chọn vào section 4 đây chính là tổ chức vùng nhớ của dòng BGM ROM của chúng ta. Các bạn thấy nè, đây là cách mà tôi hướng dẫn các bạn là khi chúng ta thao tác với một dòng PC nào thì sau này các bạn có thể sử dụng với Mitsubishi hay là Siemens, rồi Delta, rồi vân vân những dòng khác, thì chúng ta phải biết cách để tìm, để hiểu dòng có như nào dựa trên kiến thức căn bản mà tôi trình bày các bạn của dòng ROM này. Chúng ta sẽ làm bài giảng. Thì trước tiên tôi nói về nhớ CEO của ROM thì nó sẽ bắt đầu từ 0 tới 6143. Rồi CEO là gì? Tức là cái vùng nhớ dùng để giao tiếp rồi với thiết bị input output nè. Đó thì nó kêu là 0. Thì ở đây tôi xin được nói rõ hơn nhớ CEO này. Thì đối với dòng PC compact như này thì trên PC nó sẽ có sẵn là vùng nhớ sẵn là input và output rồi. Thì nó mặc định các bạn là input của ta bắt đầu từ 0 và output chúng ta sẽ bắt đầu từ 100. Như vậy cái địa chỉ đầu tiên, input đầu tiên nó là 0.0, bạn nhớ nhận đó là 0.0 nha. Rồi sau đó tiếp theo là 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 rồi ta cho tới 0.15 đó, thì ta tất cả một quầy có 16 bit thì ta 0.15 là hết đó. Rồi nếu mà nó có thêm input nữa thì là 1.0, 1.1, 1.2 nó tới 1.15. Đó. Còn output thì cũng vậy. Output nó sẽ bắt đầu là từ 100.0 cho tới 100.15. Sau đó là tới một từ 1. Đây các bạn thấy đây. Input tới 0.0 thôi, 0.0 cho đó tới 0.11. Rồi output theo input tiếp theo là 0, bên đây là 0.1 rồi. 0 cho tới là 0.5. Thì như vậy ở đây địa chỉ đây là 0.0 nè, 0.1 và tới 0.11 nè. Đó thì nó không sử dụng hết một quạt của nó, tới 11 nó dừng lại rồi. Thì nó qua trên nồi thứ hai thì đó là 1 là 1.0, đây là input các bạn, đây in đây, đây là 1.0, 1.1 cho tới 1.5. Thì output thì đây trên nồi 1 đây, 100 nè, 100 CH, 100 trên nồi nè, trên thứ 100 nè, đây là 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4 đó, 100.5 cho 6.7. Còn đây là trên nồi 101 thì bắt đầu là 101.0, 101.1, 101.2, 103. Đó. Rồi giả sử khi mà chúng ta muốn nối nó kết nối một cái input output nữa thì qua cái cổng này, cái này chúng ta tháo ra, chúng ta phải cáp nối qua một cái module tiếp theo. Lúc đó mình bắt đầu là 2.0, 2.1. Rồi đó input và output chính là 102.0, 102.1. Đó, các bạn hiểu ý tôi chưa? Đó. Ý của tôi có nghĩa là cách truy cập vào input và output của BGM ROM nó sẽ khác
với những ký hiệu khác, những dòng khác, như đối với xi men thì các bạn là Y0.0 hoặc là ao thì là một Q0.0 chẳng hạn. Còn đối với Mitsu nó là X0, X1, cho đó đến XF, rồi Y là output, còn input là X. Các bạn đã hiểu ý tôi chưa? Thì cái tối đa của cái input của âm rong dòng compact này nó có 16. Thì tức là ta chỉ ghép được 16 module input và 16 module output mà thôi. Đó. Thì như vậy tức là 0 tới 16 thì cái vùng input cuối cùng là 16.15. Rồi như vậy những cái vùng nhớ mà ngoài input và output thì chúng ta có thể có là như là 17 tới 99 chẳng hạn, thì lúc đó dùng làm gì? Thì lúc đó ta có thể dùng như là một những vùng nhớ thông thường, giống như là dùng để truy cập và dùng để lưu trữ, dùng như thành những vùng nhớ tạm của nó, như là những vùng nhớ L trong Siemens chẳng hạn, hay vùng nhớ M trong Mitsu. Đó, các bạn nhớ chưa? Rồi tiếp theo là vùng nhớ hay dùng vùng nhớ Word là cái hệ là cái kép đầu, thì nó cũng là nó có thể truy cập theo Word cũng được, cũng truy cập theo bit cũng được. Thì Word là W0, W1 cho tới W5 tới 11. Tôi đang nói đây á, là đối với những cái nếu BCCP1L-EL nha các bạn. Còn đối với dòng BC khác như CP1L-EM thì nó sẽ dài hơn, hay là những sau này các bạn tìm hiểu cái dòng CP1H, CP1C1EM-C2EM thì như vậy á, cái vùng nhớ nó sẽ dài hơn. Nhưng mà cơ bản nó vẫn là truy cập được theo Word, theo bit. Thì Word là W0, chúng ta có thể sử dụng theo bit là W0.0, W0.1, W0.15 tương tự, W5.11 cho tới W5.11.15. Đó là nhớ Word. Rồi tiếp theo là vùng nhớ D. Vùng nhớ D thì nó có đây cũng khá nhiều, từ D0 tới D9999. Đó. Và sau đó nó sẽ tới là 32.000 đến 33.767. Và một điều đặc biệt nữa là vùng nhớ D này là vùng nhớ nó được lưu trữ khi mất điện. Tất cả các vùng nhớ D là nó lưu trữ mất điện. Nó khác với Mitsu hay khác với cái Zen thì nó ta phải thiết lập như nào đó. Thì ở đó với dòng này thì nó mặc định nó vậy. D chúng ta là nó tắt điện, nó mở lại, nó chứa vào cái gì nào thì nó chỉnh chứa gì đó, trừ cái chúng ta reset lại. À xin lỗi các bạn, chúng ta còn vùng nhớ H nữa, vùng H nữa bạn ạ. Các bạn đợi tôi một xíu nhé. Thì trong những vùng nhớ mà chúng ta sử dụng này còn có vùng nhớ H nha các bạn. Thì H0 tới H5 11, thì vùng nhớ H này thì nó cũng là vùng nhớ mà nó sẽ lưu giữ giá trị khi mà mất điện. Tức là khi chúng ta mất điện thì chúng ta bật lại nó lưu giữ bao nhiêu, thì mở lại nó vẫn là những gì đó. Đó thì cái này nó cũng được truy cập theo bit của theo Word, thì nó bật là H0. Nếu tôi muốn dịch theo bit thì là H0 này không H0.0, H0.1 tới H0.15, tương tự đến H5.11.0 và H5.11.15. Thì ngoài ra chúng ta còn một số vùng nhớ là Thumper nè. Thumper ta có T0 tới T4095 và counter thì nó là C0 tới C là 495 các bạn. C0 cho tới là C4095. Trên đây chính là những cái vùng nhớ chúng ta hay sử dụng. Còn ngoài ra thì nó có rất là nhiều vùng nhớ khác mà chúng ta ít hay sử dụng tới thì tôi không nói ở đây. Để khi nào các bạn làm việc thì các bạn sẽ tìm hiểu tới thì các bạn sẽ làm. Ví dụ như là MBV nè, TAP nè, vùng nhớ A nè, vân vân, có rất nhiều. DR nè, TK nè. Đó. Có vùng nhớ ở đây thì nhưng mà nó là ít sử dụng nên tôi không nói nha. Đó. Thì chúng ta hiểu vậy thì các cái bạn quan trọng nhất là bạn làm sao để truy cập vào Word, làm sao để truy cập vào bit và làm sao truy cập vào input và output. Thì tôi xin được tổng hợp lần nữa, đó là với input của PC thì ta nó là một vùng nhớ 0 là 0.0.1 2 cho tới là 16.15, output là từ 100 cho tới là 115.15. Xin lỗi các bạn, là từ 15.15 thôi. Không mình nhớ input là từ 0.0 cho tới 15.15, và output là từ 100.0 cho tới là 115.15.
thì khi ngoài những cái vùng nhớ mà đó, ngoài những cái input giao bước đó, chúng ta phải sử dụng những cái vùng nhớ còn lại như vùng nhớ 17, 18, 20 gì đó, hay là 100, 1.000, 2.000 gì đó, nó giống như là vùng nhớ Word bình thường, để truy cập là giống như những cái relay phụ bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Và những vùng nhớ này nó không được giữ lại khi mà mất điện. Đó, những vùng nhớ giữ lại mất điện là vùng nhớ H này, vùng nhớ T, H và D, cái lỗi của H và D, đưa kép là cũng không giữ lại cái mất điện. Tiếp theo là tôi nói với bạn là các tập lệnh cơ bản mà chúng ta hay sử dụng. Tại đây tôi nói là lệnh thường đóng nè, thường đóng, thường mở nè, là dành input nè, đây là lệnh output nè, là lệnh set, lệnh reset. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ làm 5 lệnh này trước. Các bạn khởi động công trình shift vừa mới lên. Đây. Shift programmer đây, các bạn chọn new này. Đó, CP1 là đặt E này. Setting này. L đi. Đó, ok. Ok. Rồi. Đây là các câu lệnh chúng ta thì để làm cho nhanh thì tôi hướng dẫn các bạn cách như này. Thì các bạn phải dùng cái chữ nhấn vào cái chữ C, chính là chữ điểm thường 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 hở, nhấn chữ C bàn phím. Đó, các bạn nhập vào nó sẽ đó cho input PC nhập vào 0.0 nè. Đó. Muốn tao đặt tên nữa nha các bạn, các bạn muốn đặt cái level gì đó là thành công là tạc đi đó, cái này tính thường đó chúng ta. Các bạn lại đi, các bạn có một cái comment thế này là cái tạc, rồi sau đó các bạn muốn muốn dùng một cái tiếp điểm thường đóng á, bạn dùng chữ dấu xì của chữ x, các bạn dùng dấu xì đi bên tay trái các bạn, hoặc là bạn dùng chuột lít đây cũng được, hoặc bạn nhấn dấu xì đây, tôi nhấn dấu xì trên đây cho lẹ 0.1, nó là tôi comment nó là stop đi. Đó. Còn để xuất ra thì bạn dùng từ chỗ đây cũng được, và nhập vật các bạn nhé, chữ o nha, o đó, ok. Sau khi bạn o này chúng ta không thể đứng đây để chỉ trước là 100.0 đi đó, rồi những các bạn từ khác để chúng bạn ở chỗ này đó, các bạn muốn kết nối đây thì các bạn là chữ c tiếp 100.0 đó. Bạn cũng có nói ở đây thì bạn dùng cái xuống này, các bạn bằng nhấn control cộng với cái phím mũi tên đi xuống đó, thì nó sẽ đi xuống nha các bạn. Control xuống này, control đi lên này, nó sẽ xóa lại này đó, cái chân xuống nhấn như control rồi các bạn nhấn cái chữ là mũi tên lên xuống qua lại trái phải đó. Thì đây là cái để cho này, cái mà tôi chỉ bằng cách thao tác trên tắt cho lẹ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách mô phỏng nhé. Thì như vậy, như thế này các bạn, khi các bạn đã biết cách cách gọi rồi không ạ, cách gọi nó như thế nào rồi không ạ. Đó. Rồi các bạn, đó là cái lệnh thường thường đóng, thường mở và output. Rồi tiếp theo, nếu các bạn muốn dùng lệnh set á, thì các bạn phải đặt chữ y vào đây, tôi cần là motor đi, motor đó. Rồi ở đây tôi giả sử tôi dùng một lệnh đó là cái C này là 0.2 đó, rồi tôi muốn set lên rồi tôi đánh đánh chữ Y trước T, sau đó tôi nhấn chữ là set, set vào cái đó là 100.2 đi đó. Rồi giả sử sau đó tôi nhấn chữ Y vào, nhấn chữ C tiếp, nhấn C tiếp là 0.3, rồi sau đó tôi sẽ dùng nhấn chữ Y cái nữa, Y nhắn, ta tôi nhập chữ reset, reset là RST, reset, reset 100.2 đó. Rồi đây là cơ bản của chúng ta, và chúng ta mô phỏng để thấy được cái sự khác nhau những lệnh này như thế nào, để hiểu rõ hơn đó. Thì ở đây nút start các bạn, để muốn muốn kích hoạt nó các bạn nhấn double vào đây, các bạn thôi nó cho chỉ bởi đây là kiểu bit, chữ bit là chúng ta chỉ cái chữ là 011 thôi, các bạn thấy đây, các bạn nhấn số 1 vào đây thì lúc đó nó sẽ bật lên là on đó, nó on thì xuất ra là output là chấm công, ta chạy thôi. Giờ chúng ta tắt đi, thì giờ nó có thằng chấm công này, nó có thằng giữ này, thì lúc đó là motor được on. Cho nên nhấn này thì tôi nhấn double vào, nhấn, nhấn. Như vậy ở đây tôi cho 0.2 đi. À, xin lỗi các bạn, là tôi bây giờ giả sử như vậy, ok rồi, các bạn hiểu rồi phải không ạ? Vậy tôi xóa thằng này đi.
để tôi hướng dẫn giải thích tại sao chúng ta phải dùng cái lệnh set này. Đó thì như thế này, thì như vậy chúng ta chạy một vòng lại. Đó, giờ nhấn đây một xuất ra, chúng ta tắt đi. Thì như vậy lệnh 100.0 nó đã được tắt. Thì như ở đây thì sao, chúng ta nhấn một của x.2 thì lúc đó 100.2 nó bật lên đây, nó xanh là bật lên đây, nhấn đi thì nó không tắt. Đó, vậy là cái khác nhau như thế nào với lệnh set thì cái lệnh output. Lệnh output tức là đủ điều kiện thì nó sẽ xuất ra, còn không đủ điều kiện thì nó sẽ tự tắt. Còn đó lệnh set này á, thì nó sẽ không đủ điều kiện, nó vẫn là xuất cái này ra được, xuất hiệu 100.02 này ra được. Và muốn tắt đi chúng ta phải dùng một lệnh reset nó để tắt nó, chứ ngoài ra không có cách nào khác. Đó, nó tắt rồi, phải chưa? Đó, như vậy các bạn đã hiểu được cái ý nghĩa của cái lệnh set và reset rồi phải không ạ? Thì cái lệnh, những cái lệnh input output cơ bản này các bạn sẽ được ứng dụng để giải quyết những cái bài toán cơ bản trong cuộc sống chúng ta, giống như là những cái băng tải nè, rồi những cái cảm biến, những hệ thống nhỏ nhỏ đó mà chúng ta chỉ cần input output để ghép nó lại nha, rồi chúng ta sẽ đưa vào hệ thống bình thường. Thì ở bên này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài tập ở cuối bài, đó là chúng ta sẽ điều khiển một cái hệ thống gồm có 3 cái xi lanh để điều khiển hệ thống chạy tự động theo đúng yêu cầu mà một khách hàng đưa cho chúng ta. Đó, các bạn hiểu chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã không tạo được cái lệnh đột vào ra cơ bản, đó là set reset. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ nhờ các bạn là lệnh gọi chương trình con, và lệnh này là gọi là lệnh zoom. Lệnh zoom như vậy, lệnh zoom lệnh nhảy thì nó đi liền với GMV và GME. Thì cái lệnh zoom này nó phải đi một cặp là GMV và GME, tức là bắt đầu zoom và kết thúc zoom, tức là nó nhảy qua bỏ nha các bạn. Đó, và tôi sẽ nói với bạn là cái lệnh zoom trước nó dùng làm gì, nó dùng để xử lý những sự kiện mà giả sử là các bạn muốn nó bỏ qua cái đoạn đó, tức là trên chương trình DC chúng ta là chương trình chạy được trên phía dưới. Đây, chương trình bây giờ chúng ta là chương trình chạy được trên đất dưới. Đó, như vậy là trong một điều kiện mà các bạn muốn là nó không thực hiện một đoạn chương trình nào đó, thì đây lệnh zoom chính là lệnh làm đó. Khi được on lên thì nó sẽ không làm việc trong cái đoạn này. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu lệnh zoom trước nha, còn lệnh nhìn con một chút xíu nữa tôi sẽ nhìn nó làm sao. Đây chương này tôi tắt cái đầu bộ đi. Rồi đây cho một cái lệnh c là y là 0.4 là start zoom. Zoom thì tôi gọi cái là nó chỉ ngắn nè, GMP. Đó, zoom là 1. Đó, rồi sau đó các bạn muốn insert một cái section nữa vào đây, hoặc bạn chỉ r nó sẽ là insert chỉ r. Đó, còn các bạn ở đây là nó là CMN, là kết thúc của zoom. CMN E 1. Đó, thì trong đây tôi sẽ có là 0.5.5, tôi ao ra là 100.5. Đó, rồi bạn chụp lại bạn thấy nhé. Rồi, bình thường chúng ta chưa zoom là chưa on điều kiện này lên, chưa on 0.04 lên, tức là cái đoạn zoom này nó vẫn thực hiện. Đó, các bạn nhấn vào đây, ok, nó không thực hiện. Đó, đây như này nè, đây các bạn zoom lên nè, đó thì nó sẽ thực hiện coi là như đây. Các bạn thấy không, khi tôi on này lên rồi thì rõ ràng lúc đó câu lệnh nó thực thi, BC chương trình chạy đi xuống dưới tới đây, nó sẽ làm việc ở trong đây, làm việc ở trong cái vùng này. Đó, bạn thấy là tôi on off bên đây, các bạn thấy là nó sẽ làm việc đây đúng không? Đó là yêu cái năm bật lên thì là 100.5 nó sẽ được bật ra. Đó, rồi bây giờ giả sử tôi sẽ tắt cái thằng 0.4 rồi đi, tắt nó đi thì xảy ra nhé. Đó, thì lúc đó bật một lên thì rõ ràng 100.5 này không được xuất ra, bởi vì nó đã không làm việc ở trong cái vùng này từ cái
từ cái nhãn là GMP01, thăng một số khác nữa bạn, là số 1 rồi nè. Số 1 này nó không làm việc trong đây nữa, bất kỳ những câu lệnh nào các bạn đặt trong đây nó đều không làm việc cả đó. Nhưng mà cái chúng ta bật lên rồi thì nó sẽ làm việc đó, thấy chưa, bật xuống rồi nó giống như trạng thái cũ. Đây là cái dùng cũ thôi, các bạn on off như thế đó, các bạn hiểu ý chưa? Các bạn hiểu được ý nghĩa của lệnh zoom chưa? Đó, xin nhiều nhắc lại một lần nữa, tức là chương trình UC nó thực hiện từ trên xuống dưới, nó được xoay vòng như này, từ trên xuống dưới đó. Khi mà nét ma chúng ta không on này lên thì lúc đó cái câu lệnh nó trong cái vùng này nè nó không thực hiện, mặc dù chúng ta đủ điều kiện input, nó không được thực hiện được input. Nữa là nhảy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lệnh gọi cái nhìn con. Đấy. Lệnh gọi chương trình con là gì và chức năng của nó là dùng để làm gì? Thì chương trình con á, là một chương trình nhỏ được viết trong chương trình lớn. Giả sử chúng ta đã thực hiện một tác vụ nào đó nhiều lần thì chúng ta nên viết chương trình con, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta giảm đi cái vùng nhớ, để giảm đi cái dung lượng chương trình. Chúng ta mỗi lần chúng ta nhập vào hai gì nào đó thì gọi chương trình con này nó sẽ thực hiện chúng ta đó. Như vậy chương trình con là chương trình nhỏ được viết ra khi mà có một tác vụ nào đó được thực thi đi thực lại nhiều lần trong một chương trình thì chúng ta nên dùng chương trình con. Mục tiêu của nó là dùng chương trình con này để làm giảm đi các cái bộ nhớ của chương trình. Thì chúng ta phải, nếu chúng ta viết nó mỗi lần nó thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều bộ nhớ của BC. Giờ chúng ta dùng chương trình con này để chúng ta giảm được vùng nhớ đó, giảm đi cái bộ nhớ để chương trình đó. Đó. Bây giờ chúng ta tiến hành thử nhé các bạn, GFS và GFS. Tắt lên đi. Rồi. GFS tức là global, một chương trình là gọi nó được gọi là chữ G đầu, nghĩa là global, tức là toàn cục. Và các bạn có hai cái loại chương trình con này viết trong chương trình toàn cục của chương trình là không toàn cục thì các bạn sẽ có sự khác nhau. Như vậy khác nhau điểm nào thì tôi xin được hướng dẫn bạn một cái thôi, còn cái còn lại các bạn sau này sẽ tự tìm hiểu. Cái nếu một cái lệnh là SPS á, là các bạn có thể bỏ nó vào chương trình bất kỳ nào đó trong một chương trình chính, giống như ở đây chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ tạo một chương trình mới và sau đó chúng ta sẽ viết nó đây là gọi là sub đi, viết đây được. Còn đối với một cái chương trình con á, con một kiểu global á, là các bạn bắt buộc các bạn phải viết trong một cái ngắt đó, các bạn gọi là chương trình con nó sub đi, sub global sub. Thì ở này các bạn mới được đặt cái nó là ngắt interrupt thì đó nó mới được đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tập lệnh là chương trình con. Thì ở đây giả sử như là tôi viết một cái lệnh tiếp theo là 0.6, chúng ta sẽ gọi chương trình con là GSPS là 1 đi. GSPN đây là GSPS các bạn, GSPS 1 đó. Như vậy đó là chúng ta nghĩa là khi Y.6 bật lên thì chương trình sẽ gọi cái chương trình con là số 1. Thì chương trình số 1 chúng ta ở đây, đây chính là C, chúng ta sẽ gọi là GS Y GS B N 1. Để nó đi cặp cái này sẽ phải là lệnh GS Y đó. Giữa này chúng ta sẽ có là sẽ là 0.0 7 đi, ao ra 100.07 đó. Thì ở đây gọi 1 và khi nó gọi nhìn con 1, chương trình con số 1 này sẽ nằm ở đây. Đó, như đây mô phỏng lại nhé. Rồi bây giờ giả sử như bình thường thì chúng ta cho nó vào là số bật Y.7 lên thì rõ ràng 100.07 không ao ra được, bởi vì chương trình con này chưa được gọi. Rồi chúng ta ấp đi,
Rồi giả sử ở chương trình main chúng ta đây, ta gọi một cái icon nó bật lên đó, thì lúc này chương trình con 1 đã được gọi, thì lúc đó chúng ta sẽ bật cái lên, lúc đó 107 được ao ra đó, các bạn đã hiểu chưa? Thì cái cách làm việc của chương trình con như thế này là sau khi nó thực hiện ở đây, khi 0.6 bật lên, nó gọi chương trình con số 1 này nè, cho nó sẽ nhảy vào ngắt, nhảy vào interrupt đây, nó làm việc chương trình con này, làm xong rồi thì nó sẽ trở quay lại chương trình chính, bắt đầu câu lệnh từ đây. Đó, nó khác với cái thằng zoom. Zoom nghĩa là chúng ta nó nhảy qua một đoạn mà được giới hạn bởi GMB và GME. Đó. Rồi như vậy là tôi đã trình bày xong các bạn là những câu lệnh về chương trình con, lệnh vào ra và lệnh zoom. Đây là những lệnh hết sức cơ bản mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên trong quá trình lập trình BC âm rong này. Thì sau bài này thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ này, một cái bài tập. Và cái bài tập này cũng chỉ là cơ bản thôi, nó sẽ được ứng dụng những cái tập lệnh cơ bản của chúng ta vào quá trình là tạo một chương trình, để sau này các bạn khi làm việc thực tế các bạn sẽ thấy được biết cách vận dụng như thế nào. Đây thì bài tập tôi đưa ra là có yêu cầu như thế này, các bạn xem trước và tôi sẽ làm một cái video tiếp theo để giải quyết cái bài toán này trên cái việc mô phỏng, và đồng thời chúng ta sẽ download nó trực tiếp vào trong cái BC CP1L.L thông qua cổng internet mà tôi đang có. À, các bạn xem trước yêu cầu, những nước bạn nào rành rồi thì hãy thực hiện nó trước và sau đó có gì chúng ta cùng trao đổi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo, để tôi sẽ triển khai cái bài tập vừa rồi nhằm mục đích là các bạn ứng dụng được câu lệnh mà tôi vừa nói, và đồng thời sẽ nạp trực tiếp vào VLC giống như bài tập thực hành cho các bạn hiểu.